Đó, các bạn ghi này. Tiếp tục về phần phương trình bậc 2 nhé. Tiếp này. Hôm nay giờ thầy nói sang cái dạng tiếp theo. Đấy, thế là, đây là những cái dạng này thầy lọc ra theo những cái đề thi của hàng năm. Để các bạn có cái 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 nhìn khái quát về những cái cái này. Được chưa? Chúng ta có như là chúng ta có thể phân chia ra được một số cái hướng giải quyết nhất định Hôm nay mình nói sang cái dạng tiếp theo. Là cái phương trình bậc 2. Nó có hai cái nghiệm trái dấu. Có hai nghiệm trái dấu và cái hệ thức ấy, hệ thức VS người ta cho ấy. Đấy, hệ thức VS thì họ nó có chứa dấu ở trị tuyệt đối. Đấy, hệ thức VS thì lại chứa chị trị tuyệt đối nha phương trình bậc 2 có hai nghiệm trái dấu và hệ thức viết thì chứa trị tuyệt đối. Thầy lấy ví dụ một xíu ở đây như này này. Đấy thì thường những cái bài này cái cách làm ấy là chúng ta đầu tiên phải đi chứng minh cái phương trình. Đấy, nó có hai nghiệm trái dấu đã. Có hai nghiệm trái dấu đã. Và thường là người có thể người ta sẽ cho mình một nghiệm nói rõ một nghiệm cụ thể, thằng nào dương thằng nào âm ấy. Đấy chẳng hạn là trong hai nghiệm trái dấu mà mà đề bài đấy cho ví dụ là x1 là lớn hơn x2 chẳng hạn nhé. Đấy, đề bài cho thông tin này thì có nghĩa là x1 là nghiệm lớn là nghiệm dương. Và x2 là nghiệm bé là nghiệm nghiệm âm. Thế vậy thì đây bạn có thể suy nhanh ra một cái à, nếu x1 và lớn không thì giá trị tuyệt đối của x1 sẽ bằng chính nó. Là tương tự như vậy là giá trị đối của x2 ấy, sẽ bằng là vì nó âm nên bằng đố của nó là trừ x x2. Đấy thì cái này này. Cái đến cái bước này sẽ là cái bước giúp các bạn phá tuyệt đối và đưa về hệ thức VS bình thường quen thuộc và vẫn là nhá đấy và nhờ cái này thì chúng ta sẽ đưa được về hệ thức viết cơ bản đấy, cái hướng xử lý nhá thì nhắc lại một lần nữa này đầu tiên cái xuất phát từ những cái câu này ấy, là việc lại bạn để phải chứng minh được phương trình của hai nghiệm trái dấu đấy, chẳng hạn ở đây thầy ví dụ thôi nhá là nó cho là x1 lớn x2 thế vậy thì rõ ràng cho hai nghiệm trái dấu là thằng dương thằng lớn không sẽ là thằng thằng nghiệm nghiệm lớn đúng không đấy nghiệm dương là là phải là nghiệm lớn hơn và nghiệm âm là nghiệm bé hơn ừ, thế vậy thì thằng x1 mà lớn hơn tức là x1 dương x2 âm và khi có dấu gạn toàn thằng có thể phá giá trị tuyệt đối ra được được chưa lúc đấy làm hệ thức mất trị tuyệt đối chứ còn những cái hệ thức như này này ví dụ hệ thức như này thì quá dễ chẳng có cái gì cả ví dụ thế này chẳng hạn thì có phải cách nào là bạn chỉ cần bình phương không cái này thì dễ quá cái này chúng ta không không cần phải bàn cái ở đây là những cái hệ thức nhìn nó rắc rối cơ nhá Đấy là thầy sẽ lấy ví dụ luôn để các bạn hình dung này bài số 1 Câu này là đề thi thử. Đấy, thi thử đề của trường Lê Đức Thọ. Lê Đức Thọ năm 2122. Được chưa? Nó có hai ý này, ý 1 là tìm tọa độ giao điểm của cái đường thẳng D đấy, và parabol P nào bây giờ thôi nên là các bạn làm cho thầy câu một trước đi nhá xong câu một thì câu nào xong câu đấy đi làm luôn câu một chụp lên thầy xem nào trình bày thật cẩn thận các bạn nhá bất cứ khi nào làm bài bây giờ chúng ta suy nghĩ là à, đây sẽ là bài thi của mình ấy. viết luôn là gửi thầy xem thế thống nhất lại cái trình bày một tí nhá. Đấy thì cái cái này thì cái câu diễn đạt thì các bạn có hai cách diễn đạt. Một là nói gì đây, hoành độ giao điểm. Đấy, của D và P, P và D nhá. Là nghiệm của phương trình. Đấy để cả chữ phương trình chúng ta còn không viết tắt. Hoặc là cách viết khác là gì đấy, phương trình hoành độ giao điểm. phương trình hoành độ giao điểm Đấy, của D và P là được chưa? một trong hai câu này Lúc này các bạn cho thấy hai cái phải bằng nhau chuyển vế sang đúng chưa đấy thì các bạn có thể làm tách thế nào tôi cũng được đấy các bạn có thể làm cách tách <laughs> có thể tách ra phân tích nhân tử luôn Đấy, để lấy trừ một chung này Đấy, các bạn ra hai trường hợp Đấy, x, -1. À, x đều bằng một x bằng một phần hai sau đó bạn bắt đầu vẫn đi tính với từng từng này nhá Đấy, ý thứ nhất là phương trình rồi nhá xong rồi đây chọn lại với x bằng 1 thì các bạn thay luôn lên trên thay một trong hai phương trình thôi Đấy, thì y bằng thích có thay vào đâu thì thay 2 nhân với 1 bình bằng 2 với với x bằng 1 phần 2 2 nhân với 1 phần 2 tất cả bình đó là 2 nhân 1 phần 4 là cũng 1 phần 2 vậy ta kết luận như vậy Đấy, tọa độ giao điểm này, của D và P sẽ là yeah, mình nêu hai điểm ra là 1.2 này và các bạn cũng chấm phải luôn ở ngoài này đấy, và 1 phần 2 1 2 đấy, đấy là cái số 1 nhá yeah, thống nhất cách trình bày như vậy ok chưa, viết thế nào thì viết nhưng mà phải đầy đủ, tối thiểu là phải được như thầy được chưa, tối thiểu như thầy hoàn là cái phương trình trên đây các bạn có thể là đánh giá luôn bằng cách tính tổng A có B cộng C bằng 0 cũng được nó còn nhanh hơn. nhá. Yeah. Đấy là ý 1 của bài này, ý số 2 này. Ghi cho bài. Cho phương trình x bình trừ đi này. m 3 nhân x trừ 2m Cộng 2 bằng 0. Như còn là tìm tất cả các cái giá trị M để phương trình có hai nghiệm có hai nghiệm x1 x2 mà hoặc đơn là x1 lớn x2 Đấy, cho một lớn thằng lớn thằng bé nhá sao cho sao cho này chị thì đối của x1 trừ cộng 2 trừ đi chị đối của x2 trừ đi 3 lần trị đối của x1 nhân x2 bằng 3m trừ đi 5. Đấy, các bạn nhìn đọc đề bài chưa? Đấy, nếu mà chúng ta mới tiếp xúc va chạm những câu này nhìn hệ thức này có nào, nhìn hệ thức này có bạn thấy bạn thấy căng chưa các bạn? Này, nào, áp dụng viết kiểu gì vào đây bây giờ? Ờ, tích thì còn bảo thay chứ. Đây, hai thầy đứng tách rời nhau rồi còn mỗi thằng này cũng chỉ đối ba cái đối đây thì giải quyết kiểu gì đúng nào? Ai đấy là một vấn đề rất là lớn ở, ở ở cái chỗ này. Từ từ thì nhìn lại cái đề bài câu này xem nào. Hình như câu này sửa lại thầy cái phương trình nhá Phương trình của chúng ta như sau này, trừ x bình trừ đi một là 2m trừ 3 nhân x cộng với 5 bằng 0. Đó. Nào sửa thầy cái đề bài cái phương trình thành này nhá. Đấy, trừ x bình trừ đi một hoặc 2m trừ 3 nhân x này cộng với 5 bằng 0. rồi thì đây, đây thì sẽ phân tích cho các bạn cái cách xử lý câu này nếu mà để nguyên này mà bảo đấy như thế nói dùng viết luôn thì rất khó tuy nhiên là nếu chúng ta để ý tinh ý một chút là nhìn này a của mình là âm một c của mình là 5 bạn thấy ac trái dấu chưa đấy chúng ta thấy là a là âm một này c thì là 5 rõ ràng là ac trái dấu ac trái dấu ac nhỏ không dẫn đến là sẽ có phải có hai nghiệm phân biệt không hai nghiệm phân biệt trái dấu luôn Đấy, à, mà lại cho là x1 là lớn hơn x2 thì x1 dương chưa? x2 âm. Từ đó bạn thông tin đấy bạn sẽ phá được cái này này ra này. Phá ra hết mấy này ra. Được chưa? Đấy là ý ý tưởng nhá. Ý tưởng bây giờ thì thực hiện. Chúng ta nên lý luận thế này để bài làm chặt chẽ này. Phương trình đã cho đấy, hoặc nó đánh là 1 2 để mình thì dùng một phương trình 1 phương trình 2 nhá. Phương trình đã cho này là một cái phương trình bậc 2 có này kể ra A bằng âm 1, B thì bằng trừ của 2M trừ 3, và C thì bằng 5. Đấy, có 3 cái này, A bằng với bằng C bằng. Thế tựa thì thầy suy ra là A nhân với C của thầy sẽ là trừ 1 nhân với 5, thì bằng âm 5 nhỏ hơn 0 chưa? A nhân C mà nhỏ hơn 0 ngờ suy ra là gì? Phương trình nó sẽ có hai nghiệm trái dấu. x1 x2 mà theo đề bài nó cho là x1 lớn x2 chưa thì từ đây chúng ta sẽ suy ra này ở ừ, x1 là nghiệm lớn hơn không còn x2 là nghiệm nhỏ hơn không à, x1 lớn không x2 nhỏ hơn không thế nhưng mà cái này cái này thì là Ờ, ừ, có thằng x2 là giống ở đây rồi giống cái này là phá được rồi thế nhưng mà cái này thì chưa giống thế phải cộng thêm hai vào nhá đấy thì cộng thêm hai vào thì suy ra như vậy là à, x1 và lớn hơn không thì x1 cộng 2 càng lớn không chứ còn gì nữa x1 đã dương rồi mà Thế cộng 2 càng dương đúng không Đấy, x2 là nhỏ hơn không và đây suy thêm một cái nữa Đấy, thầy suy thêm một cái nữa thì viết thêm ở đây đó là x1 cho x2 thì nhỏ hơn 0. tích hai thằng mà Đấy, hai nghiệm chế dấu tích hai thằng sẽ âm nào thế vậy khi thằng này dương nhá chị đối của nó bằng x1 cộng 2 x2 âm thì chị đấu có x2 sẽ bằng là trừ x, x2 Vậy chỉ đối có x1 đến x2 sẽ bằng là gì? Vì nó âm lên bằng trừ của x1 đến x2. Đấy, tức là ta đã phá được dấu hoàn toàn. Và dấu hoàn toàn của ba cái thằng ở, ở trên cái hệ thức ở trên. Chúng ta sẽ không cần một giá trị tuyệt đối gì hết. Được chưa? Nhưng bây giờ đến đây vẫn phải dùng VS các bạn ạ. Được chưa? Đấy, theo VS. Bạn này không có điều kiện này nhá Thì có. X1 cộng 2 tổng này trừ b chia cho a Đấy, trừ với trừ kia chia nhau là hết này thì bằng là trừ của 2m trừ 3 cho nên là trừ 2m cộng 3 nhé x1 đến x2 thì bằng c trên a là bằng âm 5 rồi thế đây các bạn viết lại thức người ta cho đi chỉ đối với x1 cộng 2 chỉ đối của x2 3 lần chỉ đối của x1 đến x2 thì bằng 3m 5. Đến đây này. Các bạn phải thay xuống. Nào x1 cộng 2 này, x1 cộng 2 thì theo như ở trên đây nhá, đây bạn dùng kết quả đây này, này. Dùng cái chỗ chúng ta vừa ghi ở đây này. Thấy hết xuống dưới. Thế thành có phải là x1 cộng 2 thằng này luôn dương mà. Trừ đi x2 thế này thành trừ x2 nhá. Đấy, chỉ đối x2 bằng x2 mà. Và trừ đi 3 nhân với tích thằng này là x1 nhân x2. Bằng 3m 5. Nào tương đương này. Bắt đầu các bạn viết uh, gọn nó lại x1 cộng 2 này cộng x2 này cộng với 3 lần x1 x2 bằng 3m chữ 5 vậy thì nhóm x1 cộng x2 vào với nhau Đấy, cộng với 2 thì bằng 3m chữ 5 đến đây thì các bạn thế cho thầy tổng tổng tích vào đi các bạn thế tổng tích ở trên trên xuống vậy là chữ 2m cộng 3 cộng 3 nhân với chữ 5 cộng với 2 bằng 3m 5. Thu gọn về trái trước đi. Đây là trừ 2m này. Cộng 3 này. Trừ 15 cộng 2. À, 3m 5 chứ. 3m 5. Đấy, nếu chẳng hạn là m chuyển m sang bên trái. Thì trừ 2m chữ 3m là trừ 5m. Số vứt hết sang bên đây. Đấy, bên này bao nhiêu nhỉ? Đây là trừ 10 này trừ 15 mà cộng 5 là trừ 10 này trừ 10 với sang là cộng cộng 10 như vậy là bằng 5 vậy thì ra m có thể là bằng trừ 1 m như vậy là ở đây thấy ra là m bằng trừ 1 và cũng không có điều kiện gì để đối chiều đúng không đấy người ta kết luận thôi vậy Đấy, với M bằng trừ 1 đấy, sẽ thỏa mãn yêu cầu đề bài đấy tức là nó, nó sẽ nó có hai nghiệm này và nó thỏa mãn cái hệ thức người ta cho đây các bạn trình bày vào đi đấy, mấu chốt nhất của đoạn cái bài này là cái đoạn phần này này đấy, nhờ cái phần này mà chúng ta có thể phá được cái dấu ấy ra phá cái dấu trị tuyệt đối ra nếu không có đoạn này thì rõ ràng là bạn sẽ thấy rất khó khăn với cái hệ thức kia thậm chí là tịt luôn không giải được đấy Nào bây giờ thầy sang bài thứ hai nhá. Nào đấy bài bài 1 là như thế. Bài số 2 kia thầy này. Bài số 2. Bài số 2 này là đề thi thử của Ý Yên. Thi thử của cái phòng giáo dục Ý Yên. Năm 21 22. Đây, bài cũng có 2 câu. Bây giờ thầy sẽ ghi từng câu một, các bạn cứ làm từng câu một cho thầy nhá. Cho hàm số Y bằng này trừ 2 x bình. Đây, đồ thị là parabol P. Hãy tìm. Tọa độ. Các cái điểm. Thuộc vào parabol P. Ấy, có cái tung độ. Bằng 6. Nhá, tìm các cái điểm thuộc parabol P mà có tung độ bằng 6. Ok. Bắt đầu đấy các bạn ơi. Quên đấy, sửa, sửa, sửa lại, sửa lại, sửa lại thầy. Chỗ này trừ 6. Trừ 6 phải 6 đâu nha. Sửa lại thầy cái chỗ đấy đi. Trừ 6 đấy, nó có giá trị đấy các bạn ạ. Để chốt lại cái trình bày cho các bạn nhé Nào trình bày để cho nó Nó, nó chuẩn này về Câu chữ một chút nhá, Đây ở đây nó nói là tìm tọa độ các điểm Thuộc parabol P có tốc độ mà trừ 6 Thì thầy sẽ lý luận thế này này Điểm Thuộc P này Mà có tung độ Bằng trừ 6 Tức là Đấy, tức là mình sẽ có là gì y bằng trừ 6 tức là trừ 2x bình bằng trừ 6 Đấy, vì ra x bình sẽ bằng 3 Ở đây bạn sẽ ra hai trường hợp hoặc x bằng căn 3 hoặc x bằng trừ căn 3 Được chưa và tung độ thì là trừ 6 rồi chúng ta kết luận luôn này vậy Đấy. các điểm mà thỏa mãn đó là được chưa? Điểm thứ nhất là gì? căn 3 trừ 6 và trừ căn 3 trừ 6. Được chưa? Đấy là bài số 1 nhá. Xong không rồi, sang thầy bài tập số 2 này. Cũng là bài 2, bài 2 trong cái ý 2 trong cái bài 2 này. Ghi đề bài cho thầy như sau. Cho phương trình x bình này còn lại chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. Tìm m để phương trình nó có hai nghiệm x1 x2 với này x1 thì nhỏ hơn x2 và thỏa mãn trị đấu của x1 trừ đi tích của x1 x2 cộng 2 thì bằng là 2021 cộng trị đấu x2 rồi nha bắt đầu đấy các bạn ơi tìm cách giải quyết cho thầy nào <laughs> chúng ta chữa câu này nào, các bạn nào mà chưa xử lý được uh, hoàn thiện thì chúng ta cùng nhìn vào đây vừa xem thầy chữa mà chúng ta vừa chữa trong vở của mình luôn ở đây thì bà để ý đề bài nó có hai yêu cầu yêu cầu thứ nhất là chứng minh phương trình này có hai anh nghiệm à, luôn có nghiệm với mọi và thứ hai là tìm m để có cả hai anh nghiệm để thỏa mãn Cái hệ thức này được chưa và hệ thức này nhìn qua thì cũng thấy rất nhiều trị tuyệt đối đấy à, đây nữa đúng nhỉ và khi nhìn trị đối nhiều này này trong đầu mình bị nảy số luôn là khả năng cao nó rơi vào cái dạng là gì có hai nghiệm trái dấu Thế check lại nhìn lên trên phương trình nhá a này của mình là mấy a của mình là một nhìn này hệ số a là hệ số x bình là bằng một chưa c của mình là trừ của mà trừ mà bình trừ một thì hay mình đặt dấu trừ ra ngoài nó chính là trừ của mà bình cộng một đấy mà bình cộng một thì dương mà trừ của mà bình cộng một có phải là âm chưa vậy là a thì dương c thì âm vậy AC trái dấu đúng là hai nghiệm này trái dấu luôn cho x1 x2 một thằng dương thằng âm đó thì thôi bây giờ nhé để cho làm nó trọn vẹn thì chúng ta sẽ làm sao để chứng minh có nghiệm trước thì bằng cách các bạn tính delta ra nhá tính delta cho thấy ra delta bằng này thôi, hoặc là mình xét đây mình lý luận nhé mình nói là phương trình Đấy, đã cho Đấy, là một cái phương trình bậc 2 Đấy, nó có a này bằng 1. B thì bằng trừ của 2 trừ 2m cộng 1 này. Và C thì bằng trừ m bình trừ 1. Rồi, bây giờ mình sẽ có này. Delta này. B bình trừ đi 4 là nhân a là 1 này, nhân c. Đấy, bạn viết nha như vậy thành 4 này, nhân với lại m cộng 1 tất cả bình trừ với trừ này với thằng này thì đẩy đẩy dấu trừ ra ngoài đi thì thành là cộng 4. Nhân nếu mà mình cộng 1. Có như thì đẩy hết dấu trừ ra ngoài. Sau đó đặt 4 chung ra. m bình cộng 2 m cộng 1. Cộng m bình cộng 1. Vậy là 4 nhân với gì đây? 2 m bình cộng 2 m cộng 2. Thì chúng ta đẩy 2 ra ngoài thì 4 x 2 là 8. m bình cộng m cộng 1. Nên đây bạn phân tích nhân tử à bạn à, biến đổi hàng đẳng thức cho thầy. M bình cộng với M cộng 1 phần thì ra hàng đẳng thức. Đấy mà 1 thì còn 3 phần nữa thôi. Hay là biết 8 nhân này. Như là M cộng 1 phần 2 tất cả bình. Cộng 3 phần Đấy, nếu chúng ta nhân hẳn nó ra. Mà thôi để như này cũng được. Để này cũng đi lượn được, 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 rồi. Để như này cũng được. Là chúng ta viết tiếp này. Vì m cộng 1 phần 2 tất cả bình thì lớn hơn bằng 0 với mọi m. Suy ra là m cộng 1 phần 2 tất cả bình cộng với 3 phần 4 nó sẽ lớn bằng 3 phần 4 với mọi m. Mà khi lớn bằng 3 phần 4 có nghĩa là nó gì? Nó sẽ dương. Lớn 0 với mọi m. Đấy, sau đó mình nhân 8 mà thì không nhân 8 thì nó vẫn gì vẫn là không thôi Hai nói khác là cái delta của chúng ta là gì lớn không với mọi mở vậy suy ra là, là phương trình đã cho đấy, luôn thậm chí là hai nghiệm này là hai nghiệm phân biệt đúng không hai nghiệm phân biệt với mọi mở đấy thì như thế này là mình đã xong được yêu cầu thứ nhất này đúng chưa đến đây xong yêu cầu thứ nhất tốt nhất là các bạn nên nên bám theo đề bài nhá đọc kỹ cho thầy này xem có mấy yêu cầu ví dụ ở yêu cầu thứ nhất là có hai có nghiệm thì chứng minh cái đấy đã để làm sao đến đây mình lấy điểm được ý thứ nhất hiểu yếu nhỉ sau đó các bạn làm tiếp ý thứ hai như vậy nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều làm đâu chắc hơn đấy chứ còn thực ra bài này nếu trong trường hợp mà cần vội đấy, nghĩ ra nhưng mà thời gian không còn nhiều thì hoàn toàn chúng ta phải đánh giá luôn là phát có hai nghiệm trái dấu luôn mà hiển nhiên hai nghiệm trái dấu thì lúc nào cũng là có hai nghiệm rồi nó luôn, luôn luôn phương trình có nghiệm rồi đấy, đấy là trường hợp mà chúng ta không có thời gian thoải mái chúng lại đánh giá như vậy nào bây giờ đến tiếp tục này ờ, hai cái việc xong mình có đánh giá này có a của mình để mọi người nhớ đây a thì bằng một c thì bằng là trừ m bình trừ một cái bằng này trừ này m bình cộng một đấy thì mình có thể đánh giá luôn ở đây này nó thấy nó nhỏ hơn không với mọi m được chưa nào vậy thì a thì a thì dương nhá c thì âm từ đây suy ra là a nhân c nhỏ hơn không để suy tiếp ra à suy ra là phương trình nó luôn có hai nghiệm trái dấu. trái dấu x1, x2 hai nghiệm trái dấu x1, x2 mà theo đề bài thì nó cho là x1 thì nhỏ hơn x2 chưa? Đấy theo đề là x1 nhỏ hơn x2 nên nó dẫn đến là suy ra. Đấy x1 của ta là nghiệm âm. Được chưa nào? x2 này lại là nghiệm dương. Đấy, để suy ra chị đối có hai thằng. Đấy hai thằng trị đối là hai thằng mà xuất hiện trong cái hệ thức người ta cho đấy. Thì x1 âm ra ra bằng trừ x1, x2 dương sẽ x2. Đó. Được chưa nào? Bây giờ mình uh, bắt đầu mình lôi Viết ra. Theo Vs có này. Tổng. Tổng thì bằng 2 x với m 1. Điều trừ mờ bình trừ 1 nhé. Sau đó các bạn chép cái hệ thức người ta cho xuống. Bắt đầu mình mới tìm cách mình uh, thay vào. Chỉ đối x1 này. Trừ đi. x1 x2 cộng 2. Bằng 2021 cộng với chỉ đối của x. X2. Bây giờ các bạn thế. Bạn thế kết quả này xuống này. Các bạn thế giúp thầy cái kết quả này này xuống đây. Đấy, lấy cái này thế xuống dưới, dưới đây. Nha. Nào chữ x1 thì bằng là x1 chưa? Thầy phá nó ngoặc đây này ra. 2021 đấy, x2 thì nó dương lên bằng chính nó. Thế vậy chẳng nếu thầy vứt hết sang bên vế phải nhá. Thầy vứt hết sang bên phải đi. Thì thành là x1 cộng x2. Cộng x1 x2. À đây là x1 nhá, cộng x1 x2 này. Đấy, trừ 2 với sang này là cộng 2, vậy là thành cộng với 2023. Nào đã đi thay số này tổng thì bằng là 2 nhân m cộng 1. Cộng với tích là gì? Trừ m bình trừ 1. Cộng với 2023 bằng 0. Nào như vậy là ra 2 m cộng 2 này. Trừ m bình trừ 1 này. Cộng với 2023 bằng 0. Bậc, uh, phương trình bậc 2 đây. Trừ m bình này. Cộng 2 m này. Như vậy là cộng với 2024 à? Bằng 0. Đấy, đến đây thực ra là nhìn bạn nhìn nó khá là, là to hệ số khá là, là to thì bạn có thể nghĩ ra cái cách là bạn uh, sử dụng delta luôn được bạn tính cái thể delta đi có delta này b bình trừ 4 nhân a là nhân trừ 1 nhân c là 2024 bấm máy lại cho thầy chỗ này nè hai bình này chỗ kia là 4 nhân 2024 bằng 8100 dương chưa ở ừ, suy so yeah, lúc này là phương trình nó sẽ có hai nghiệm phân biệt phân biệt nhá x1 này không phải x1 mà là m1 trừ b trừ b là trừ 2 này căn delta này là căn 8.100 thì nó ra là 90 chia cho 2a là trừ 2 vậy là giữa này nó ra là bằng à? 88 trên trừ 2 Vậy là bằng trừ 44 đúng không Và nghiệm M2 của chúng ta thì đổi thành dấu trừ thôi Trừ 90 trên 2 Vậy là được trừ 92 à, Trên trừ 2 Trên trừ 2 là bằng 46 Đấy, Vậy hai con M một con M là ra trừ 44 Một con M là ra 46 Thế thế nào hai cái M và chúng ta kết luận Vậy khi có nhiều chị của M Ta ghi là M thuộc tập hợp trừ 44 46 sẽ thỏa mãn yêu cầu đề bài Đó, để các bạn chưa nhanh và bảo thầy nào Rồi, bây giờ thầy sẽ cho thêm một câu nữa nhá một câu nữa các bạn làm vào vở thầy này bài đấy là bài số 2 đúng không bây giờ bài số 3 này số 3. Cho phương trình. X bình. Trừ đi 2 nhân với 2 trừ m nhân x. Trừ m bình trừ 1 bằng 0. Yêu cầu của thầy là tìm m. Để phương trình nó có hai nghiệm phân biệt x1 phải x2 mà hoặc là x1 thì bé hơn x2 thỏa mãn trị đối x1 trừ trị đối với x2 sẽ bằng là x1 nhân x2 rồi ok nha các bạn làm cho thầy của bài này để mình chấm thanh niên này cái vấn đề lớn này vẫn là cái chữ viết các bạn ạ à? <laughs> các bạn có thể hiểu bài các bạn có thể làm kết quả vẫn đúng nhưng mà Ôi, cái chữ nghĩa này cái này đọc làm sao được các bạn ơi nha đây đây là còn là toán chúng ta dùng ký hiệu nhá thì thế sẽ thế nào với môn văn ở các bạn đây viết này viết này không thể có hứng đọc nhưng cho người chấm không thể đọc được luôn đấy hoàng là vừa viết chữ to nó ấy mà lại xấu mà lại còn viết tắt đấy cơ nhiều chữ thầy thầy không dịch nữa là là cái gì luôn cái nhiều chữ thầy không thể dịch được luôn đấy thì với cái câu này nha chúng ta chốt lại một tí này ở đây rõ ràng bạn có thể ngồi và tính delta trước các thầy đấy, chúng minh luôn hai nghiệm sau đó là gì bạn xét cho thầy AC nhá A đây là một này C nó là trừ m bình trừ một thì nó giống ở trên thôi thì cái này nó sẽ âm Để đến là hai nghiệm trái dấu nha hai nghiệm trái dấu Đấy thì chỉ ghi lại hướng thôi nhá. Mà mà ở đây là có thằng x1 để biến x2. Đấy thì thầy thấy các bạn đã suy hết ra rồi vậy đấy, x1 là nghiệm âm. x2 là nghiệm dương. Đúng không nào? Xong suy diễn cho thầy mấy cái trị tuyệt đối xem như nào. Đấy trị đối có x1 sẽ bằng là trừ x1 và trị đối của x2 sẽ bằng x2. Đấy xong mình thay hết lên trên hệ thức này thôi. Và kết quả cuối cùng của chúng ta ra hai trị của m đúng không? hai con là trừ 3 với 1. Đấy, hai chị này là thỏa mãn. lát nữa thì sẽ gửi thêm đề bài cho các bạn nhé. Bài về nhà sẽ có các bài tập về uh, VS. Chúng ta luyện thêm. Để um, cố gắng từ buổi sau chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi ôn tập. Nhá. Chúng ta ôn tập với lại làm luyện đề. Để chúng ta sẵn sàng cho cái kỳ thi tốt nghiệp của các bạn. Ấy. Nhá, kỳ thi tốt nghiệp. Ấy. Kỳ thi cuối cùng của lớp lớp 9. Đấy. Chúng ta lấy điểm tổng kết đấy vào điểm học bạ các thứ đấy. Còn uh, cái kỳ thi sau quan trọng hơn cả đó là kỳ thi vào cấp 3 ấy. Đấy thì trước mắt là cái kỳ thi này là quan trọng rồi. Các bạn làm sao thi cho tốt để lấy điểm tổng kết tốt. Trong trường hợp hai bạn bằng điểm nhau chắc chắn người ta lôi học bạ ra, lôi những cái điểm thi các lần họ đọ với nhau. Đấy bạn nào điểm ok hơn, hạnh kiểm thứ tốt hơn thì đương nhiên bạn ấy được được chọn rồi. Được. được chưa các bạn? Các em nhớ chụp cho thầy vào ghi nhá. Nhớ chụp vào ghi. Đấy, làm bài tập đầy đủ lớp nghỉ nha